chẳng xa khác gì thanh niên Hồng Kông. Đây là Cristiano Ronaldo, Siri. Thế giới kém phần, có vẻ như số 10 của đội tuyển Pháp đang rất tự tin. Mbappe, bóng đã hơi chạm vào tay của thành Martinez, nhưng cú sút của Mbappe là quá cắt. Cú đá của Kingsley Coman, bóng sút thứ hai của đội tuyển Pháp. Coman, anh đã không thể đánh lừa được thủ môn Martinez. Dybala sẽ là người thực hiện bóng sút thứ hai cho đội tuyển Argentina. Một cú sút vào, bây giờ là Tchouaméni. Đây, thực hiện quả đá phạt này. Không vào! Paredes. Chính xác. Tỷ số lưu được nâng lên thành 3-1 cho đội tuyển Argentina. Và Muani sẽ là người thực hiện bóng sút thứ tư cho đội tuyển Pháp. Muani rất quyết đoán. Giờ hai đứa cố gắng lo cho sự nghiệp tương lai. Nguyện sẽ vẫn giữ mãi một tình yêu lâu dài. Từ nay mình sẽ cố gắng để bước qua bao thăng trầm. Cuộc đời bao nhiêu khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Chỉ sợ tình yêu mình chưa đủ lớn, sợ phải mất nhau ở từng đôi mưa. Cộng thêm backstage khiến các em phải hít tổng bụng. Người Hà Nội xin lắm phải chẳng quay. Như anh yêu cây, game ấm nhau bọn anh dành nhận say. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Hola, soy Leo Messi. Soy Cristiano. Ngành mà chàng thủ môn được. Ngày mình có nhau trong tình ước nào, dẫu có buồn anh vẫn nhớ em. Anh như trẻ lạc còn tóc rối giữa đường mùng không, nơi đến chim nhỏ lạc đèn tìm bắn đầu để ngược trong. Anh là một con đồng hương mất ánh sáng đến xoay vòng, sẽ cho anh có một vòng sống nhưng chàng chịu không buồn trong. Em ơi em đâu rồi, có biến hay mong đêm nay sao chẳng mà anh vẫn nhớ câu gì. Ngày mình có nhau trong tình ước nào, dẫu có buồn anh vẫn nhớ em. Anh như trẻ lạc còn tóc rối giữa đường mùng không, nơi đến chim nhỏ lạc đèn tìm bắn đầu để ngược trong.
phận là một con đồng đường mất ánh sáng đến xoay bồng. Anh lo hết, hết từ A đến Z, Z.
một cầu thủ căng thẳng trước trận đấu, De Gea lại động viên đồng đội của mình bằng câu nói: "Bọn nó sút kiểu gì mà đòi ăn được tôi." Những nỗ lực của De Gea trong suốt 12 năm tại Old Trafford đã được thừa nhận một cách trọn vẹn. Cậu bé đó vẫn đang từng ngày tiến gần đến những cột mốc lịch sử tại xứ sở sương mù và để chứng minh với tất cả rằng David De Gea chính là món quà vĩ đại nhất mà Sir Alex Ferguson từng mang đến.